Vũ, xin chào toàn thể cô chú anh chị. Cái đua đèn lái này là nó của ông anh Pha hai lớp 3 mà em gỡ cái video kia em quên quay nè. Cái này cao nha, còn đẹp lắm nha. Rồi giá rẻ 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 cho anh em đó, hai sĩ đẹp đẹp đẹp. Cái này dính keo thôi, chùi keo là lậm thôi, dính đất thôi. Rồi không bể không cắn mớp, ok. Cái có bóng dây điện này đầy đủ nha, nó còn sử dụng được bình thường nha. Nói chung là về giữa rồi, giờ là đưa vô là xài thôi. Hai sĩ vỏ đun lớp TT900 của Nhật Bản hợp tác với Thái Lan làm ra cái loại thương hiệu đun lớp của Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan đó, để bán ra thị trường thế giới. Thì cái cặp vỏ này là đun lớp lớn TT900, vỏ phải xài ruột, thì 1,5 triệu một cặp, bao giá thị trường cho bà con, chỗ khác bán 1,8 triệu ruột. Thì ở đây sẽ có ruột 250, ruột tim dòi màu vàng đó, ruột Thái Lan xịn như thế này là nó sẽ xài chung, trước sau xài chung cái ruột mọc, trước sau xài chung cái mọc. Tại vì rồi vỏ thái cái hông nhỏ đâu phải hông lớn đâu, nó không cần phải chia ruột 225, 250, 275, không có đâu. Một sản xuất một cái ruột 250 xài chung tất cả hết. Ruột rất là dẻo nhẹo, tim dòi không bao giờ bị bứt chỗ này luôn. Tốt lắm. 120.000 một cái, ruột EGC của Thái Lan xịn ha. Vỏ có khi vỏ đỏ, khi vỏ xanh, đó là bình thường. Ruột Thái Lan thì 120.000 cái, cặp vỏ đun lớp lớn này 1,5 triệu. Cho bà con gắn vô phu 2 phu neo, bao êm luôn, bao bền và khỏi bàn luôn. Tuổi thọ đi hơn chùa 30.000 cây, gai rất là đẹp, vỏ rất là đẹp, vỏ tuổi thọ hơn 30.000 cây luôn. Nếu mà chúng ta đi gần hơn 30, vỏ đun lớp là từ xưa là nó là vô địch, nó là hàng cao cấp á. Chỉ rất là đẹp, vỏ rất là đẹp, vỏ ha. Mà dân Thái Lan đàng hoàng nghe bà con ha. Đun lớp TT900, nó sẽ in cái chữ TT900 lên đây luôn á nha. Nè, in gì luôn á, đẹp lắm. Mũi chỉ mực nè. Rồi cặp này cho qua. Rồi đây cặp đun lớp nhỏ, đó, đun lớp nhỏ cho bà con vô quay game cũng nó nữa nè, đun lớp TT900 nữa, cặp này 1,3 triệu. Đó. Phải xài ruột nó các bác ha, mấy cái loại này nè. Phải xài ruột. Nói chung mà nhầm người ta điện lại ta mua cặp vỏ đun lớp lớn đó đó. Đằng đó vô phu chợ mà ta kiếm không ruột. Không có. Phải xài cái ruột. Cho tem lửa đó, tem lửa đó. Ba cặp á, hai cặp á. Lưu cái số ông đây là còn cặp. Rồi, rồi cặp vỏ này là 1,3 triệu. Rồi phần này cho qua, vỏ đun lớp nhỏ cũng y gan kia, nó cũng Thái Lan gan vậy đó, nhưng mà vô quay game, nó vô quay game nó cũng xài ruột này luôn. Rồi giá này 1,3 triệu, đun lớp TT900 cho quay game nhỏ nè, con cặp nè. Ở đây là cặp vỏ quay 110, 850.000 vỏ quay 110, vô quay nhỏ quay game được hết. Vỏ quay 110 Thái Lan 850. Rồi có lấy ruột lấy, có ủng hộ dùm cô bác ha, ruột rất là xịn. Vỏ quay 110 Thái Lan, gai chỉ đẹp cho bà con vô quan pha lóc trắng lóc đen, quay 110 Thái, quay dít ít và quan pha cộng là cái hệ gai của nó là gai này là đúng zin. Rồi vỏ Thái Lan xịn, trước 225 xa 250, 850 thôi bà con ha, 850. Cái này em cũng quay tới quay lui hoài, cũng không có cần phải mà quay đát quay đầu này kia ha bà con ha. Vỏ IGC của Thái Lan, quay 110 là IGC. IGC, IGC là cái thương hiệu của Nhật Bản hợp tác với Thái Lan để sản xuất ra cái vỏ này. Vỏ trước là 225 đó, vỏ sau thì 250 vậy thôi. Hình như cái lần nào mình cũng bị cái lệ thuộc để tìm cái chữ này ha, nó tốn cái thời gian. Nhưng mà cái này nó đen quá, nó không có thấy. Thôi quay một cặp thôi, người mất rất là mất thời gian. Nhưng mà em xíu code cho bà con, đúng đồ trả tiền khỏi lo, khỏi sợ lừa gạt. Quan trọng anh em uy tín, dứt khoát, mau lẹ, không dây dưa. Còn dây dưa là ngàn đồ trả giá hay là kia là ngàn đồ thì cái đó nó khác nữa, có cọc nó có ship. Nè, Margin Thái Lan,
thích anh em nào mau lẹ nha, rập rập mình phải có cái sự quyết định cuối cùng. Rồi cặp giỏ 118.5 cho qua. Đây là cái cặp giỏ này nè, thông dụng bán chạy hàng nhất năm nè. Đây là giỏ quay 2010, nó với ghim 125 giống nhau, ghim 125 với quay 2010 giống gai giống nhau, chỉ khác làn chỉ thôi, làn chỉ máy nó in lụa thôi, khác nhiêu đó thôi. Giỏ này 950.000 giá bao rẻ, xài vô quay nhỏ được các đời, quay rim được các đời, quay nhỏ nha. Lưu ý giùm em, giỏ quay 2010, giỏ quay 2010 với ghim 105 giống nhau, chỉ khác làn chỉ này ha. Trước 225, sau 250, giỏ nhỏ vô quay và rim, rồi súng xài chúng ruột luôn. Rồi một cặp này là 950, phải sử dụng ruột, giỏ IGC của Thái Lan xịn đó, đồ thọ rất là bền, ba bà con đi 30.000 cây luôn. Rồi tiếp theo đây là một cặp lọ giỏ nè, cái này mới là giỏ không ruột nè, giỏ không ruột của quay 206, giỏ không ruột quay 206 nhưng mà phải để ruột vô, giỏ không ruột nhưng mà mình phải để ruột vô đặng cho nó đừng có lạng lăng quăng. Thì mình để vô mình chạy thì được rồi đó, nhưng nó không ruột nhưng nó sẽ bị lạng và lăng quăng, khi mà chúng ta chở thêm người nó sẽ bị lăng quăng nhiều hơn nữa. Không ruột để chúng ta đề phòng lỡ đường thì cũng có thể chạy về tới nhà được, đó là như vậy đó. À, làn chỉ rất là đẹp nha, gai nè, gai cũng đẹp nè. Nha, giỏ đun lớp không ruột của Thái Lan, đun lớp nha, con này đun lớp nha, đun lớp nè, không phải đun lớp TT900 là nãy 1.3 với 1.5, còn này đun lớp không có TT900 nha, đun lớp không ruột nha. Rồi cặp này 1.000.000, cặp này giá 1.000.000, còn mấy cặp nãy bán trong thành hoa hồng chút cặp, chút gói hồng thành hoa hồng còn có mấy cặp nó hết không. Rồi đưa giỏ tìm lửa đây, giỏ tìm lửa cặp cuối cùng thôi, đi thôi đi, khỏi đưa rồi hỏi mua không có đâu. Rồi cái đuôi đang lái rồi hả, giỏ rồi hả, sườn rồi, xong xong kết thúc mệt rồi. Rồi xin chào và cảm ơn bà con xem clip em nha. Đi vô.